10. Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1 tháng 10 năm 2018, tức ngày 22 tháng 8 năm Mậu Tuất, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười với nghi thức quốc tang. Thưa quý vị, trong thời gian diễn ra lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, đã có trên 1.600 đoàn trong nước với trên 60.000 người viếng, có hơn 100 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế. Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng đã được tổ chức trọng thể vào 9 giờ sáng nay, ngày 7 tháng 10 năm 2018. Còn vào lúc 13 giờ chiều nay, lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ được tổ chức tại quê nhà của ông, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, sau lễ truy điệu được tổ chức trọng thể sáng nay tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, đoàn xe nghi lễ đưa di hài nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về đến nơi an táng tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Trên những con phố của thủ đô Hà Nội, về đến quê nhà đồng chí Đỗ Mười ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, đã có hàng chục vạn người dân thuộc các tầng lớp nhân dân đã chờ đợi đoàn xa linh cữu đi qua để được bày tỏ tình cảm tiếc thương và xúc động tiễn biệt đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đồng chí Đỗ Mười mất đi là một tổn thất to lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đối với gia quyến, để lại niềm tiếc thương vô hạn. Trong suốt cuộc đời hoạt động và cống hiến cho cách mạng, cho nhân dân luôn ghi nhớ đồng chí Đỗ Mười là con người của hành động, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, những nơi khó khăn ác liệt nhất. Ông luôn mạnh dạn, táo bạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng. Luôn đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết và trước hết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã viết về đồng chí Đỗ Mười: xuất phát từ tấm lòng yêu nước, trọng dân, thương dân, lòng tự hào dân tộc sâu sắc, đồng chí Đỗ Mười đã chủ động để đến với nhân dân, để hiểu dân, học dân, hỏi dân, bàn bạc với dân và tìm ra cách làm có hiệu quả nhất. Đồng chí Đỗ Mười đã làm đúng tinh thần lời dạy của Bác Hồ: người cán bộ khi nhận nhiệm vụ do nhân dân ủy thác phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra trước mặt trận. Thưa quý vị, đồng chí Đỗ Mười, tên khai sinh là Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1917, quê quán xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, thường trú tại số nhà 11, phố Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1936, vào Đảng tháng 6 năm 1939. Năm 1936, đồng chí tham gia phong trào Mặt trận Bình Dân. Năm 1937, đồng chí tham gia tổ chức Ái hữu Thợ mỏ Hòn Gai. Năm 1938, đồng chí về quê hoạt động vào Công hội vận động phong trào ủng hộ Liên Xô. Tháng 6 năm 1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1941, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, kết án 10 năm tù, giam ở nhà tù Hà Đông và nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, đồng chí vượt ngục Hỏa Lò, bắt liên lạc với Đảng và tiếp tục hoạt động, được phân công về tham gia Ban khởi nghĩa tỉnh ủy Hà Đông, phụ trách phong trào cách mạng huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Hà Đông. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945,
đồng chí làm bí thư tỉnh ủy Hà Đông. Đầu năm 1946, đồng chí làm bí thư tỉnh ủy Hà Nam. Cuối năm 1946, làm bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh Nam Định. Từ năm 1947 đến 1949, đồng chí làm khu ủy viên khu 3, bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, bí thư tỉnh ủy Hòa Bình. Năm 1950, đồng chí làm phó bí thư liên khu ủy, kiêm phó chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính liên khu 3, chính ủy kiêm tư lệnh liên khu 3. Từ năm 1951 đến 1954, đồng chí làm bí thư khu ủy khu Tả Ngạn sông Hồng, kiêm chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính và chính ủy quân khu Tả Ngạn sông Hồng. Năm 1955, đồng chí chỉ đạo tiếp quản khu 300 ngày, bí thư thành ủy kiêm chủ tịch Ủy ban Quân chính thành phố Hải Phòng. Tháng 3 năm 1955, đồng chí được bầu bổ sung ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Năm 1956, đồng chí làm Thứ trưởng Bộ Thương nghiệp. Năm 1958, đồng chí làm Bộ trưởng Bộ Nội thương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng, tháng 9 năm 1960, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội thương. Từ năm 1967 đến 1968, đồng chí làm chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước, trưởng phái đoàn Thanh tra Chính phủ. Từ năm 1969 đến 1973, đồng chí làm Phó Thủ tướng kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết Cơ bản Nhà nước. Năm 1973, đồng chí làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng Chi viện Tiền tuyến Trung ương và chống phong tỏa Cảng Hải Phòng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng, tháng 12 năm 1976, đồng chí được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, phụ trách các khối xây dựng cơ bản, công nghiệp, vật tư, cải tạo công thương nghiệp và phân phối lưu thông. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Đảng, tháng 3 năm 1982, đồng chí tiếp tục được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, phụ trách các khối xây dựng cơ bản, công nghiệp, vật tư. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng, tháng 12 năm 1986, đồng chí tiếp tục được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, được phân công làm Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tháng 6 năm 1988, đồng chí được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng, tháng 6 năm 1991, đồng chí tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Tháng 6 năm 1991. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8. Tháng 6 năm 1996, đồng chí tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị và giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Tháng 12 năm 1997, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa 8, đồng chí xin thôi Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Tổng Bí thư, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng suy tôn làm cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến năm 2000. Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ủy viên Bộ Chính trị dự khuyết khóa 4, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 5, 6, 7, 8, Thường trực Ban Bí thư khóa 6, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ tháng 6 năm 1988 đến tháng 6 năm 1991, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 6 năm 1991
đến tháng 12 năm 1997, cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1997 đến năm 2000, đại biểu Quốc hội các khóa 2, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Do có nhiều công lao to lớn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Thưa quý vị, đồng chí Đỗ Mười với 102 tuổi đời và hơn 80 năm hoạt động cách mạng đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đặc biệt tới khi trở thành người giữ cương vị cao nhất của Đảng, đồng chí luôn khẳng định khí chất của một chiến sĩ cộng sản mẫu mực, kiên trung, hết lòng vì đất nước, vì nhân dân. Mười chín tuổi, đồng chí Đỗ Mười đã tham gia hoạt động trong phong trào mặt trận bình dân, sau đó gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1941, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và kết án 10 năm tù giam tại nhà tù Hỏa Lò. Sau khi vượt ngục, ông tiếp tục hoạt động cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng chí Đỗ Mười đảm nhận các vị trí công tác ở các địa phương, bộ, ngành và trung ương. Qua mỗi cương vị công tác, ông đều để lại những dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh một nhà lãnh đạo trưởng thành từ cơ sở, đắm mình với thực tiễn, có tư duy nhạy bén, quyết đoán và gắn bó máu thịt với nhân dân. Đồng chí Đỗ Mười là một đồng chí cán bộ hoạt động rất sớm, con người có thể nói là anh ấy rất năng động và làm các việc gì đấy thì cũng làm là đi nơi đến chốn, đứng về lập trường thì kiên định tuyệt vời, không có cái nào đúng gì cả, mà tin tưởng vào đất nước mình, tin tưởng vào nhân dân mình, tin tưởng vào Đảng mình và họ làm một cách tích cực, mạnh mẽ, không có nản lòng. Tôi nói anh có lúc nào nản lòng, và đấy tôi nói là một đồng chí đức độ tài năng cũng là vẹn toàn. Từ cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, rồi sau đó là Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp quan trọng cùng các nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước lo toan cho đất nước và nhân dân. Đặc biệt là trong thời gian giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí đã cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo và thực hiện thành công đường lối đổi mới. Công cuộc đổi mới thì được phát động ở Đại hội 6, người mà khơi mào là đồng chí Trường Chinh. Nhưng mà người mà đưa vào nghị quyết sau Đại hội 6 thì bắt đầu triển khai là đồng chí Nguyễn Văn Linh. Nhưng mà toàn bộ cái sự nghiệp mà đổi mới mà nó nở hoa kết trái là nó diễn ra vào những năm 90, đồng chí Đỗ Mười là Tổng Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo. Thì phải nói đồng chí tự đổi mới và đã lãnh đạo cái công cuộc đổi mới phát triển tương đối là vững chắc. Thì phải nói là làm việc với đồng chí Đỗ Mười là rất mệt, vì rất căng thẳng, lúc nào đồng chí cũng đòi hỏi rất là cao. Mà rất nhiều vấn đề cụ thể, rất là cụ thể mà đồng chí cũng nắm được mà cũng yêu cầu là mình phải xử lý. Thành cái đòi hỏi cái cán bộ cấp dưới là phải luôn luôn là sẵn sàng để mà hết lòng, hết sức để mà giải quyết công việc. Thì đấy cũng là một vừa là tấm gương, vừa là động lực đối với chúng tôi. Đồng chí Đỗ Mười là một cái tấm gương lớn về cái sự trung thành tuyệt đối với Đảng và với nhân dân. Đồng chí cũng là một cái tấm gương sáng về cái tính trung thực, liêm khiết và hành động sát dân, gần dân. Và với tư cách là cái người đứng đầu của Đảng ta, đồng chí Đỗ Mười đã ghi đậm cái dấu ấn sâu sắc của mình trong cái việc là xây dựng đường lối chủ trương và chính sách của Đảng, cũng như là lãnh đạo tổ chức thực hiện cái đường lối chủ trương đó, nhất là về những cái quyết sách mà mang ý nghĩa chiến lược. Đồng chí Đỗ Mười, người đã cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân dân, nhưng cũng rất đỗi khiêm tốn và chân thành, sống giản dị và gần gũi. Nhận xét về nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: Đảng đã tôi luyện nên những chiến sĩ cộng sản kiên trung, mà đồng chí Đỗ Mười là tấm gương mẫu mực sáng ngời để các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập và noi theo.
Thưa quý vị, một trong những dấu ấn đậm nét di sản lớn mà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để lại trong suốt những tháng năm cống hiến hết mình cho đất nước chính là việc ông đã đề xướng quy chế dân chủ ở cơ sở. Dù đã hai thập kỷ trôi qua, nhưng những giá trị thực tiễn của quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn nguyên giá trị. Sinh thời, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là người đọc và viết nhiều. Phát huy dân chủ là vấn đề được ông đặc biệt quan tâm sau Đại hội 6 về đổi mới. Nhưng cương quyết và dứt khoát xây dựng sau sự kiện người dân Thái Bình tụ tập chống lại cán bộ đảng viên tham ô, ức hiếp quần chúng vào năm 1997. Ông Bùi Sĩ Tiếu khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, ngay sau khi đi thực tế ở Thái Bình, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã thấy sự việc xảy ra rất nghiêm trọng, mà nguyên nhân là tình trạng mất dân chủ ở cơ sở. Và chỉ thị số 30 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được Bộ Chính trị ban hành ngay sau đó. Và cái sự kiện này sang như thế là Tổng Bí thư Đỗ Mười có về Thái Bình và thăm một số nơi và thấy được tình hình ở cơ sở như thế. Cũng còn nói như thế này này, như ở Thái Bình để nông dân người ta dạy cho cán bộ chúng ta một bài học lớn đấy. Khi mà cũng thấy được những cái tình hình nó sai sót như thế thì cũng khái quát lên là vậy thì vấn đề mà không được lòng dân ở đây là cái gì? Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một chủ trương quan trọng và cấp bách nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở. Theo đó, tất cả các việc liên quan đến cuộc sống của người dân đều đã được công khai cho nhân dân biết. Nhiều việc liên quan đến huy động sức dân phải được đưa ra cho nhân dân bàn và quyết định. Nhiều dự án đầu tư của nhà nước trên địa bàn nông thôn được đưa ra cho nhân dân kiểm tra, giám sát. Những quy định này không chỉ hạn chế được tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực ở cơ sở, mà còn trở thành tiền đề tập hợp và khơi dậy sức dân, triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Là người hơn 30 năm làm việc với Tổng Bí thư Đỗ Mười, ông Nguyễn Đình Hương nhận xét, việc ra đời chỉ thị về xây dựng và thực hành dân chủ ở cơ sở năm 1998 là một đóng góp lớn của Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ông để chỉ đạo cái gì là chỉ đạo đến cùng. Ông Mười có cái tính như thế. Tính đặc tính của ông là thế. Vấn đề Thái Bình ông cũng phải là trực tiếp chỉ đạo về vấn đề xử lý cái Thái Bình. Nhưng mà qua vụ Thái Bình thì ông thấy vấn đề dân chủ là vấn đề rõ. Mà ông thấy là phải nhấn mạnh vấn đề các cấp của ủy đảng, các địa phương của cả Trung Nam Bắc phải coi trọng vấn đề dân chủ. Tổng Bí thư Đỗ Mười có công lao rất lớn trong cái việc đưa ra quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do dân vì dân tại cái hội nghị giữa nhiệm kỳ năm 94 và hội nghị trung ương lần thứ 8 tháng Giêng năm 95. Thế thì cái quy chế dân chủ ở cơ sở này chính là quá trình thể chế hóa cái tư tưởng về nhà nước pháp quyền, và ở đây nó khẳng định những cái quyền rất quan trọng của người dân, quyền con người đấy, và quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà sau này đã được quy định trong hiến pháp. Thể chế hóa các chủ trương, quan điểm chỉ thị 30 của Bộ Chính trị. Trong năm qua, các cơ quan nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở. Quyền làm chủ của người dân ngày càng được phát huy. 20 năm đã trôi qua, những quan điểm và quyết sách của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười về xây dựng và phát huy quyền làm chủ của người dân ngay ở cơ sở đến giờ vẫn còn nguyên giá trị. Thưa quý vị, với gần 7 năm trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Đỗ Mười đã cùng Trung ương Đảng đề ra các quyết sách quan trọng, đưa đất nước vượt qua khó khăn và đạt được những thắng lợi to lớn. Một trong những thành tựu quan trọng đạt được, mang đậm dấu ấn của Tổng Bí thư Đỗ Mười, đó là thực hiện thành công chiến lược đối ngoại mà Đảng đã đề ra. Qua đó thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế đất nước. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 7 năm 1991. Tại đại hội này, đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đây cũng là thời điểm khó khăn nhất của chủ nghĩa xã hội hiện thực, khi Liên Xô và một loạt các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ. Lệnh cấm vận của Mỹ và khủng hoảng trong quan hệ với Trung Quốc đã khiến Việt Nam gần như không còn mối liên kết nào với thế giới. Để gỡ những nút thắt lịch sử này, Bộ Chính trị,
đứng đầu là Tổng Bí thư Đỗ Mười, đã tiến hành những bước đột phá nhằm bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, Mỹ và sau đó là kết nối với thế giới. Thông qua hệ thống kinh tế Trung Quốc để mở rộng quan hệ đối ngoại với cả ba trung tâm kinh tế Mỹ, Nhật và châu Âu, với toàn bộ thế giới, kết hợp sức mạnh nhất của thời đại. Cho nên cái thành quả của 32 năm đổi mới từ năm 86 có phần đóng góp rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười, là một trong những người khởi xướng ra cái đổi mới, mở toang cánh cửa đối ngoại, hội nhập với thế giới. Sau khi bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, Việt Nam tiếp tục chủ động gia nhập ASEAN và mở rộng quan hệ với các nước. Các cuộc tiếp xúc, các chuyến thăm được đồng chí Đỗ Mười coi là những cơ hội để tranh thủ tiếp nhận các nguồn hỗ trợ từ bên ngoài, đặc biệt đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư quý giá để xây dựng đất nước. Chưa bao giờ có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đi thăm một nước tư bản phát triển là Nhật Bản và Hàn Quốc như là thời ông Đỗ Mười. Thì khi đến Hàn Quốc thì Tổng Bí thư đã có một đoàn doanh nghiệp lớn và Tổng Bí thư đã chỉ đạo chúng tôi là quan hệ với tất cả các cái tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc để mời họ vào đầu tư tại Việt Nam. Đến Nhật Bản ấy, thì ông chú trọng các cái tập đoàn lớn, chẳng hạn như là Mitsubishi, Mitsui, rồi Itochu, một loạt các cái tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản về công nghiệp và thương mại để mời họ đầu tư Việt Nam. Cũng vào thời điểm ấy, với tầm nhìn của Tổng Bí thư Đỗ Mười, chủ trương của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đường dây siêu cao áp 500 kV đã triển khai. Công trình thế kỷ kéo dài trên 1.500 km được hoàn thành chỉ trong 2 năm, kết nối hệ thống điện ba miền của đất nước. Không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, công trình còn cho thấy tầm nhìn của đồng chí Đỗ Mười trong việc xây những nền tảng hạ tầng đầu tiên phục vụ thu hút đầu tư, điều mà cho tới nay vẫn còn nguyên giá trị. Không có điện ai đầu tư hết. Chính giai đoạn là giai đoạn Bắc Đỗ Mười sau năm 94, tức sau khi có đường dây 500 km đưa điện vào miền Nam, thì kinh tế miền Nam phát triển, lúc đó nước ngoài mới đầu tư vào. FDI này kia đấy thì ào ào đổ vào. Cái thúc đẩy phát triển của cơ chế thị trường Việt Nam đấy là chính từ cả cái năm 90, thập kỷ 90 đến 2000. Bây giờ là mình đã thu hoạch những cái đòn bẩy, những cái đà phát triển của những cái thập kỷ, của những cái năm 91 cho tới 2000. Gần 27.000 dự án và 334 tỷ đô la Mỹ từ 129 quốc gia vùng lãnh thổ được đăng ký đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Đó là kết quả sau 30 năm thực hiện công tác thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, bắt tay làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới, đẩy mạnh phát triển hạ tầng thiết yếu, tạo nền tảng cho sản xuất. Những quyết định của Tổng Bí thư Đỗ Mười và Trung ương Đảng bấy giờ đã trở thành nền móng mở đường cho sự phát triển của đất nước sau này. Thưa quý vị, sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, được tôi luyện, trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Đỗ Mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Trong những năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng, từ tháng 6 năm 1991 đến tháng 12 năm 1997, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí Đỗ Mười đã cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thưa quý vị, những giây phút cuối cùng tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sắp đến. Lễ an táng đồng chí sắp được tổ chức trọng thể tại thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Sau đây là hình ảnh truyền hình trực tiếp lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
táng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, xin phép ban lễ tang, ban tổ chức lễ tang và gia đình cho đội công tác di chuyển linh cữu ra vị trí.
Thưa quý vị, linh cữu của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đang được đưa vào nơi an táng để thực hiện nghi lễ cuối cùng tiễn biệt ông về với đất mẹ, về với nơi ông đã sinh ra, quê hương có truyền thống cách mạng anh hùng. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng gia đình và đại diện các cơ quan, tổ chức ổn định vị trí, chuẩn bị cho lễ an táng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang phát biểu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, thưa gia quyến đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, trong mấy ngày qua, hàng chục ngàn đồng chí đồng bào đại diện các cơ quan tổ chức trong cả nước và quốc tế đã đến viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Đỗ Mười. Sau lễ truy điệu trọng thể tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, chúng ta có mặt tại đây để tổ chức lễ an táng đồng chí Đỗ Mười tại quê nhà. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin tuyên bố lễ an táng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu. Lực lượng nghi lễ chuyển linh cữu vào vị trí.
Hạ huyệt. Hoàn thành trọng trách lớn lao với đất nước, với nhân dân, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười chia tay gia đình, chia tay với đồng chí, đồng bào, chia tay với bạn bè, chia tay với chúng ta để về nơi an nghỉ cuối cùng. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình thả nắm đất đầu tiên xuống mộ đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Sau khi thả nắm đất đầu tiên, xin kính mời các đồng chí và gia đình về vị trí cũ để đội công tác làm nhiệm vụ. Người dân cả nước, đồng chí, đồng bào, người dân quê hương ông sẽ rất nhớ ông, nhớ hình ảnh của ông, một con người giản dị, mẫu mực, hết lòng, hết sức vì quê hương đất nước, vì nhân dân.
lớp mộ. Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cho Tổ quốc, cho nhân dân sẽ mãi mãi được ghi nhớ. Vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, vị lão thành cách mạng, vị lãnh đạo có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp phát triển đất nước, dân tộc, để lại nhiều tình cảm quý mến, sự kính trọng và tiếc thương của đồng chí, đồng bào. Vĩnh biệt ông, người con ưu tú của dân tộc. Thank you.
Tiêu binh mộ vào vị trí. Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười, ban tổ chức xin kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gia đình cùng đồng bào, đồng chí chuẩn bị phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trưởng ban tổ chức lễ tang phát biểu cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, thưa đồng bào, đồng chí, thưa gia quyến đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Trong những ngày qua, lễ quốc tang đồng chí Đỗ Mười đã nhận được tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Đến nay, ban tổ chức lễ quốc tang đã cùng gia quyến đồng chí Đỗ Mười hoàn thành chu đáo việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, lễ tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Thay mặt ban tổ chức lễ tang quốc gia và gia quyến đồng chí Đỗ Mười, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo các nước, đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc
đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự lễ tri điệu, lễ an táng và tiễn đưa đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng. Ban tổ chức lễ quốc tang và gia quyến đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng đặc biệt cảm ơn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực giúp đỡ, hỗ trợ hiệu quả để ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười theo nghi thức quốc tang trọng thể, an toàn, chu đáo. Cầu chúc hương hồn đồng chí Đỗ Mười yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Xin vĩnh biệt đồng chí. Thay mặt ban tổ chức lễ quốc tang, tôi xin tuyên bố lễ an táng đồng chí Đỗ Mười đến đây là kết thúc. Xin trân trọng. Ban tổ chức